đại dương mênh mông với những quà tặng của mẹ thiên nhiên luôn quyến rũ. Nhưng để đánh bắt và đưa được những con cá giữa biển khơi từ độ sâu hàng chục mét và cách bờ hơn 400 cây số về đất liền là mồ hôi, máu và nước mắt của những ngư dân gắn đời mình với biển. Hơn 23 ngày sống giữa đại dương, chúng tôi càng thấm hiểu nỗi gian truân của nghề biển và ẩn chứa trong đó là tình yêu vô bờ của đời ngư phủ với đất liền, với tổ quốc. Có ra khơi, sống cùng ngư dân những ngày lênh đênh trên biển, chúng tôi mới hiểu hết những nhọc nhằn của cuộc đời ngư phủ. Biển là thế, có lúc cho mẻ lưới sáng lấp lánh ánh bạc đầy cá, lúc lại lấy đi bao mồ hôi nước mắt của ngư dân và chẳng gửi lại gì. Để có được những trải nghiệm đời sống ngư phủ và học biết quý trọng mỗi con cá đánh bắt được, giữa tháng 8 năm 2012, chúng tôi lên tàu BD94439TS của thuyền trưởng Nguyễn Minh Vương, gốc xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định để ra khơi đánh bắt cá của ngư dân trên ngư trường Trường Sa máu thịt của Tổ quốc. Trong dập dềnh sóng nước, các ngư dân tranh thủ vá lưới, đan vợt múc cá. Sự lặng lẽ đến bình thản nhưng ẩn chứa hy vọng. Thuyền trưởng Vương mới 35 tuổi, nhưng đã có thâm niên gần 23 năm ngược xuôi trên biển Đông. Cuộc đời vị thuyền trưởng này cũng thật lạ kỳ như biển khơi. 12 tuổi, Vương đã cùng cha ra khơi. Nhưng những vùng biển gần bờ ở quê nhà, con tàu nhỏ không làm cậu trai trẻ thỏa chí. Chiếc ghe khi đó đã quá chật chội. Vương quyết định xách giỏ đi bụi, lang thang vào Bà Rịa Vũng Tàu đi bạn, tức là làm thuyền viên cho những con tàu to tại xã Phước Tỉnh, với mong muốn được vẫy vùng trên những vùng biển xa. Năm 1997, cơn bão số 5, còn gọi là bão Linda, đổ vào Biển Đông với gió giật cấp 10, cấp 11. Vị thuyền trưởng của con tàu Vương phải oằn mình đưa tàu vượt qua những cột sóng to. Tàu nghiêng ngả, tưởng như chìm, vị thuyền trưởng khuỵu xuống. Vương lao đến, chụp vô lăng, lái tàu thay thuyền trưởng. Quẩn nhau với bão tố hơn một ngày trời, Vương đưa được con tàu về cảng, cứu sống vị thuyền trưởng và 11 anh em thuyền viên. Sau trận bão, thoát chết lên bờ, Vương xách giỏ về thẳng quê nhà với suy nghĩ không bao giờ đi biển nữa. Nhưng rồi tình yêu biển lại một lần nữa kéo Vương ra khơi. Sau 2 ngày 2 đêm, tàu chúng tôi ra gần đảo Đá Lát thuộc vùng biển Trường Sa. Ánh bình minh trên biển đón chúng tôi vào ngày mới tràn đầy hy vọng. Tàu của chúng tôi đánh cá theo kiểu lưới vây rút, phụ thuộc rất nhiều vào việc tìm cá cây. Khi tàu chạy, các thuyền viên phải căng mắt quan sát để tìm trên mặt biển tất cả các vật dụng như khúc cây mục hoặc bất cứ vật gì trôi bồng bềnh trên mặt nước. Cá cây đầu tiên tàu chúng tôi gặp được là một cái vạt giường tre đang trôi. Thuyền trưởng Vương cho tàu chạy quanh. Các người dân buông dây câu với hàng chục lưỡi để thăm cá. Một con cá rũa to, nặng từ 3 đến 4 kg cùng cá ngừ lao theo cắn câu. Các người dân vội kéo dây câu. Chúng tôi kéo mẻ lưới với bao hy vọng. Khoảng 400 kg cá các loại như cá rũa, cá bò, cá ngừ, cá sọc dưa, cá kiếm được đưa lên tàu. Với chúng tôi, lần đầu làm ngư dân, mẻ đánh cá được như thế là đã nhiều. Nhưng nhìn nét mặt những ngư dân dày dạn kinh nghiệm không giấu được vẻ thất vọng. Chúng tôi hiểu thêm, đánh bắt xa bờ, vài trăm kg cá cho một mẻ lưới được ngư dân gọi là biển giả, nghĩa là lúc có nhiều, lúc ít, thậm chí có khi chẳng được con nào. Cơn bão số 5 có tên quốc tế Cai Thác đang đổ về Biển Đông. Gió mạnh, biển bắt đầu động cấp 5, cấp 6.
thuyền trưởng Vương quyết định cho tàu chạy về hướng biển Tây Nam để tránh bão. Vượt qua vài chục hải lý, tàu chúng tôi tiến về cụm Phúc Tần, khu vực nhà giàn DK1. Nơi đây tập trung nhiều tàu câu cá ngừ đại dương mà ngư dân quen gọi là cá bò gù. Giữa mênh mông của đêm, đèn cao áp của những tàu câu cá ngừ đại dương sáng rực để dụ cá ngừ về. 12 giờ khuya, biển lạnh cắt da cắt thịt, sóng cấp 5. Thế nhưng các ngư dân vẫn vội vã lao mình xuống biển để trinh sát cá. 2 phút, 4 phút, rồi 7 phút trôi qua, những ngư dân lặn hụp trinh sát cá vẫn chưa trở về tàu. Sốt ruột, thuyền trưởng Vương đưa tàu chạy lại gần, át cả tiếng sóng. Những ngư dân cho biết cá tụ về rất ít, không đáng để bủa lưới. Lại một đợt săn mồi bất thành, tàu chúng tôi tiếp tục đi xuyên đêm đến sáng. Những ngư dân tỏ vẻ sốt ruột, mỗi người lại chọn cho mình một nơi đứng cao nhất để dõi mắt về phía mặt biển tìm cá cây. Giữa âu lo vô vọng, thuyền trưởng Vương bất ngờ nhận được thông tin qua ecom của một tàu câu mực báo có gặp cá cây. Bẻ lái cho tàu chạy về hướng tọa độ được báo, hy vọng lại tràn trề. Rồi lại thất vọng, không có cá. Hết ngày rồi đến đêm, mệt nhoài ban ngày, nhưng đêm xuống, các ngư dân còn phải thay phiên nhau canh gác để tránh những cuộc va chạm trên biển. Mỗi ca trực là 3 tiếng đồng hồ. Là lính mới, chúng tôi thường được phân công trực cùng những ngư dân lớn tuổi gác ca đầu từ 19 giờ đến 21 giờ. Tranh thủ, chúng tôi cũng quăng nhợ câu mực. Đây là công việc nhằm kiếm thêm thu nhập để phụ tiền mua rau, mắm muối, mì tôm trước khi ra khơi của mỗi ngư dân. Sau những lặng lẽ chờ đợi mỏi mòn, sáng ngày thứ 10 sau khi ra khơi, chúng tôi cũng nhận được tin báo và gặp được một con cá cây với luồng cá khá lớn. Lại buông lưới, rút chì, kéo lưới, và những ngày lênh đênh trên biển cũng được đền đáp nho nhỏ bằng một mẻ cá trúng nhất sau 10 ngày ra khơi với hơn 3 tấn cá đánh bắt được. Trong ánh bình minh của nắng sớm, các ngư dân xếp cá vào khay, nhanh chóng đưa xuống hầm đá ướp để giữ cho cá được tươi. Có một lần được làm ngư dân, chúng tôi mới cảm nhận được hết những cực nhọc của anh em thuyền viên và biết trân quý từng con cá biển khi được đưa về nơi đất liền nhường nào. Quả tặng của biển, quả không dễ lấy, nếu không đổ mồ hôi, rơi nước mắt và lẫn trong nước biển còn có cả máu của ngư dân. Đã hơn 15 ngày dong tàu tìm luồng cá, quăng lưới, bủa lưới, kéo lưới một cách kiên nhẫn với hàng chục mẻ lưới, nhưng con số thu hoạch của tàu chúng tôi chỉ chòm chèm khoảng 7 tấn cá các loại. Âu lo về một chuyến ra khơi, đánh bắt xa bờ lỗ nặng hiện ra trên những gương mặt sạm nắng vì gió và sóng. Chúng tôi lại dò tìm, hối hả bủa lưới, và rồi mẻ lưới tiếp theo cũng chỉ được khoảng 5 tấn cá, nhưng phải thả khoảng gần 1 tấn cá nhỏ xuống lại biển. Một chút niềm vui nho nhỏ từ biển trong những ngày vật lộn với sự khắc nghiệt của cuộc sống trên đại dương đó là trong mẻ cá này chúng tôi bắt được 10 con cá ngừ đại dương. Có thể nói đây là một món quà đáng giá nhất mà biển ban tặng cho chúng tôi từ đầu chuyến đi đến giờ. Giá cá ngừ ở đất liền có thể bán được từ 50 đến 60 ngàn đồng 1 kg, thì với 10 con cá ngừ này có thể đem về cho chủ tàu khoảng 25 triệu đồng. Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh xử lý cá ngừ tươi trên biển với không ít ngỡ ngàng thú vị. Cá ngừ không có ruột nhiều, bao tử cá ngừ to và dai dường như nằm ngay cổ họng. Hai lá gan rất to, bằng khoảng hai bàn tay xòe của người lớn. Riêng tim của cá ngừ đại dương rất đặc biệt vì có hình tháp như khối tam giác đều. Có thể nói bộ lòng của cá ngừ đại dương là một món ăn tuyệt vời và là đặc ân của biển dành riêng cho ngư dân mà ít ai có thể được thưởng thức, do không thể bảo quản lâu để đưa vào đến đất liền. Khó có thể diễn tả hương vị và cảm xúc khi ăn món bao tử cá ngừ đại dương giữa biển trời mênh mông. Hạnh phúc là phù du,
niềm vui dường như lúc nào cũng ngắn ngủi. Những ngày không có cá là những khoảng thời gian dài nhất trên đại dương. Người mệt nhoài nhưng giấc ngủ cứ chập chờn như sóng biển, âu lo chịu nặng. Đã gần 3 tuần lênh đênh trên biển, bụng dạ chúng tôi cồn cào như đất liền. Chính vào lúc tưởng như tuyệt vọng thì đại dương bí ẩn đã thể hiện sự hào phóng của mình bằng quà tặng bất ngờ dành cho những ngư dân tận tụy. Tin báo từ một tàu câu cá ngừ đại dương, có cá chịu đèn làm cả tàu sống lại. Thuyền trưởng Vương cho tàu tăng tốc và đây thật sự là một trận đánh lớn. Rái cá Tô Văn Đạt và ngư dân Nguyễn Văn Hải đeo kính nhảy xuống biển trinh sát cá. Các ngư dân reo vui khi những chú cá rũa, cá ngừ cắn câu. Ngay sau khi nhận được tín hiệu, thuyền trưởng Nguyễn Minh Vương giảm ga máy tàu. Các ngư dân khác chuẩn bị cột cờ, nghi thức cắm cờ trên biển để khẳng định chủ quyền ngư trường, dù đã được chứng kiến nhiều lần nhưng lại thật trang trọng trước một trận đánh lớn. Lá cờ đỏ sao vàng được gắn chặt vào cây cột tre. Dưới lá cờ là đèn cảm ứng tự bật mở trong đêm, chớp nháy xanh đỏ báo hiệu. Giữa cây cột là cái phao giữ cho cột nổi lên. Dưới gốc cây cột là một khối bê tông được gắn vào. Quyết định cắm cờ. Không những một lá cờ, Đạt cùng ngư dân Hải kéo cả hai cây cột cờ ra cột vào bè lưới và cây gỗ đang trôi dập dềnh trên biển. Chắc luồng cá này nhiều. Tôi đã nhiều lần chứng kiến cờ Tổ quốc tung bay khắp mọi nẻo đường đất nước, nhưng lần đầu tiên trong đời nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay lồng lộng trong gió biển và bồng bềnh giữa đại dương, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Tổ quốc, hai từ thật thiêng liêng và gần gũi giữa mênh mông biển Đông. Gặp luồng cá lớn, cả thuyền trưởng Vương cùng những ngư dân của mình niềm vui sáng ngời trên gương mặt. Nhưng nhìn cách mà họ trân quý khi thả cờ, như những người lính cắm cột mốc biên cương khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc mà xúc động. Việc cắm cờ nơi luồng cá, theo như lời thuyền trưởng Vương, là để khẳng định bầy cá này là của tôi, của ngư dân Việt Nam, để những tàu khác biết cá đã có chủ. Cắm cờ cũng là để cho các tàu nước ngoài biết rằng ngư dân Việt Nam đang hiện diện ở đây, vùng biển này là của Việt Nam. Sau khi bổ lưới vây đàn cá, tất cả thuyền viên chúng tôi đứng thành một hàng dài bên bè tàu bắt đầu việc kéo lưới. Chỉ càng hết sức mình kéo lưới mới cảm nhận được sức nặng của mẻ cá cùng độ sâu của lưới đang bị đàn cá kéo ghì xuống đáy biển. Máy quay, tức robot thu lưới với sức kéo hơn 4 tấn được khởi động để hỗ trợ sức người. Vây được cá rồi, nhưng để đem được cá lên tàu là một quá trình cực kỳ vất vả. Đã có không ít chuyến ra khơi gặp luồng cá lớn, nếu không bình tĩnh, cá có thể phá lưới. Công sức của những ngày dài lênh đênh sẽ đổ hết xuống biển. Khi khoảng lưới đầu tiên vừa túm lại, hai thợ lặn chính của tàu là Đặng Văn Đô và Huỳnh Khánh Châu bắt đầu công việc của mình. Hai anh liên tục lặn hụp hơn 4 giờ liền để vớt cá vào vợt. Từng túi cá nặng khoảng 500 kg được cẩu lên từ độ sâu gần 30 m dưới đáy biển, đổ xoa trên mặt bong tàu. Những con cá ngừ đại dương nặng trên dưới 20 kg, chèn lẫn những chú cá rũa 7 kg, cùng bao cá ngừ sọc dưa nặng hơn 1 kg, búng đuôi dẫy lạch bạch trên nền tàu như quà tặng của đại dương. Từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, chúng tôi kéo được hơn 10 tấn cá lên nền tàu. Cá được trổ tràn lên cả bè tàu. Nước lã với mì gói nhai sống thay cơm. 20 người chúng tôi quần quật từ lúc mặt trời đứng bóng đến khi tối hẳn mới xong được túi cá thứ hai. Vương phải gọi chiếc tàu của em trai mang mã số 49 ở cách xa hơn 20 hải lý đến chỉ viện. Đá ướp cá từ tàu 49 được chuyển qua và hơn 10 ngư dân nhảy sang tàu chúng tôi tiếp sức. Dưới ánh đèn mù mờ, chúng tôi ai cũng mệt lả vì đói và kiệt sức. Gần 4 giờ sáng, có nghĩa là trải qua 24 giờ lao động liên tục đến tận lực, chúng tôi mới hoàn tất cho mẻ lưới và được đền đáp với tổng cộng khoảng 35 tấn cá đánh bắt được. Hạnh phúc giữa biển càng thêm giá trị, nhân lên gấp bội khi niềm may mắn đến với chúng tôi ngay lúc sức mình đã tận. Giữa
Dưới thân tàu, những con sóng vỗ về như bàn tay của biển mẹ đang vuốt ve, an ủi đàn con ngư dân của mình. Hết đá, thuyền trưởng Vương quyết định cho tàu vào bờ và ghé cảng Hòn Rớ ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để bán cá cho được giá. Vượt xa dự chủ của chúng tôi, tổng cộng 45 tấn cá của chuyến ra khơi này, dù trừ hết khoảng 7 tấn cá bị đánh giạt loại 2, số cá còn lại đều bán được giá 33.000 đồng 1 kg và thu được 1 tỷ 390 triệu đồng. Trừ mọi phí tổn, cùng tiền hỗ trợ cho một chiếc tàu nhỏ của gia đình Vương, số tiền còn lại khoảng 700 triệu. Chủ tàu hưởng một nửa, phần còn lại chia cho 18 anh em thuyền viên. Sau chuyến đánh bắt, tính ra mỗi thuyền viên may mắn cũng được từ 15 đến 18 triệu đồng một người. Hơn 23 ngày đêm lênh đênh trên biển, sống giữa đại dương bao la, chúng tôi đã cùng các bạn ngư dân của mình nếm trải những vị mặn đắng của gian truân để càng thấm hiểu sự ngọt ngào của hạnh phúc nhọc nhằn. Sống trên biển, bạn có thể cảm nhận những điều nghiệt ngã đang phảng phất, rình rập. Nhưng liền đó là hy vọng tràn đầy, là cảm giác trông ngóng được trở về đất liền, được ở bên người thân, nhưng chỉ vài ngày lại cồn cào, lại đau đáu như biển. Nhìn những ngư dân bình thản chuẩn bị dụng cụ cho một chuyến ra khơi mà trân trọng. Giữa biển khơi mênh mông của Tổ quốc, họ không chỉ là ngư phủ mà còn là những cột mốc biên cương bằng xương bằng thịt để khẳng định chủ quyền của đất nước giữa biển Đông. Những lá cờ nhỏ sẽ lại tung bay phần phật trên mặt biển, không chỉ làm ấm lòng những người con xa đất liền mà còn thổi bùng lên niềm vui lớn về nguồn tài nguyên của biển cả đã được đánh dấu và hy vọng tràn đầy của một mẻ lưới bội thu. Và đó chính là những điều lôi cuốn muôn thuở của đại dương.